Hello mọi người, chào tất cả mọi người, chào kênh Hiếu Già Vlog. Cuối cùng thì công cũng rút xong mọi người. Giờ là 4 giờ 40 luôn rồi. Rút từ lúc 11 giờ. Hiếu Già thức hết nổi, đi ngủ mất tiêu. Kệ, để giờ sang lại mấy ông rút, ông làm gì ông làm. Này là mấy cái liều mọi người hiểu hay họ không nói. Này là dao. Giờ sao gỡ ra được ta? Nó dán chặt ghê á. Ủa Sang có gì gọc không Sang? Có gì gọc không? Có gì gọc không? Gọc thử coi. Qua Hiếu nói mọi người á là Thuận gửi dao về á, tổng cộng là tới 1.000 cây mà đợt này gửi thì có 500 cây. Cưa. Cường này làm biến dọn mọi người, chắc bán lô luôn cho rồi. Cưa có đợt này có cây hai cây tiêu à? gọc cái thùng dao cho mình thôi, cắt cỏ ổng gầy. Anh em nhiều anh em nói thôi chứ anh em không nhìn thấy đúng không? Ok rồi, cảm ơn. Tổng cộng thì có 5-6 thùng dao vậy mọi người, mình quên mất rồi. Đây ủa lấy ra dao là mới 100% nha mọi người. Made in Japan đàng hoàng nha, nè ha, nè máy in ra băng đàng hoàng nha. Đó có nhiều, rất là nhiều loại dao, hình như Hiếu đâu lấy đâu 4-5 loại vậy mọi người. Hàng mới 100% không, mọi người thấy chữ máy in ra băng ở trong này không? Đó cây này á, ở bên siêu thị họ bán là 2,5 triệu cho tới 3,2 triệu một cây, còn Hiếu Già đem về tới đây bán cho mọi người chỉ có 600.000 một cây thôi nha. Nó có tới mấy mẫu luôn mọi người, trong hai một mẫu. Này là chiếc xe đạp. Đâu giá hôm xe đạp không nhớ xe gì luôn mọi người. Đầm điếc gì các kiểu tùm lum đây mọi người ơi, quá trời quá đất. Đằng này có mấy thợ lá, mấy anh em họ thợ lá nhiều này, có thợ lá về nè. Một con xe đào bé bé vô nhỏ. Máy xăng. Quá trời, thần nó đóng giá giỏ rồi cho Hiếu nữa. Trong à, không nghe nhiều anh em hỏi cái con giá giỏ một trụ rẻ rẻ nè, con này rẻ nè. Con này giá giỏ một trụ 4 chân. 10 triệu mọi người, Hiếu dọn sẵn cho là 10 triệu nha, 4 chân. Còn 3 chân thì vẫn coi chừng 7 triệu. Mâm này mâm lớn, ông Tuyên, Mr. Tuyên hôm nay cũng đòi hỏi mâm lớn đây. Có con cắt cỏ chục bông, đẹp lắm mọi người. Mitsu con này là 13 ngựa luôn, là mẹ, Mitsu 401, 13 ngựa, ê, có khoan bàn. Cái này em về nhà cho lính xài nha, không bán nha mọi người. Nè, cái máy bánh chớn mà hai bánh chớn này hôm trước mình đang ở bên Nhật thì mình có quay cái clip đó là mình mua hai chiếc xe máy này với là cái máy hai bánh chớn. Thì hôm nay đã về tới, con này là của anh Tám. Anh Tám mua rồi. Con này mọi người biết nhiêu? 730 mấy ký là mèn. Nó đụng đất rồi quên. Đó mọi người, con hai bánh chớn về tới rồi. Giờ kêu vận hành con này sao biết vận hành chàng. Văn mà mấy dầu. Con này cái bít tông nó đâu có dám to ghê đâu. Nước làm mát. Thùng dầu.
gì mà 700 mấy chục ký, ghê gớm gần tấn, giá man thiệt chứ. Con này con máy thủy à, hai cái áo phao mọi người. Áo phao này giống cái áo phao ở trên máy bay mọi người hay đi á, nó có cái này, cái bình CO2 nè, khi mọi người có sự cố á, kéo này lên ha. Còn này là thổi bằng tay, thổi bằng 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 miệng, quên. Này là xe A, là nói chung là xe vừa mọi người. Này đi cái này mặt rất là hay nha, ngó. Thấy gì thiếu hai cái làm gì chứ không biết. À, đây có hai con cano, quên. Để đi. Cái này là cái còi chữa cháy chạy bằng cơm mọi người. Sao con này nó à, vuột ốc chỗ này à. Còi chữa cháy chạy bằng cơm, có cái con cửa chữa cháy ở đây nè mọi người, nó trên cái xe. Cái xe kéo á. Đó. Đó, con này Yamaha 1200. Cái này về bọc là cái yên là bao mọi người đẹp luôn. Đây, phụ kiện phụ tùng các kiểu. Được món eo đẹp không? Con này dây lái nhựa tưng à. Ô, dây ga nhựa tưng luôn. Màu trắng đẹp quá. Nè mọi người, con chữa cháy cho bằng cơm, còn cái bánh nữa đâu ta? Hay còn cái bánh nữa, rồi bộ dây nữa, rồi súng xịt nữa. Thuận bỏ đâu, à con Sidu. Gỡ là biết máy gì à. Sidu phải dỡ ra biết máy gì mọi người. Ồ, con này super tràn. Con này không được đẹp, xấu rồi. Con này Yamaha 800 thì là cái máy màu đen, ba máy. Cái này dẹp phải bọc là hết kiên luôn. Ồ, con máy đẹp ghê á. Con vần vô. Ba máy có vành bô luôn rồi. Con này chạy là hơi bị đỉnh đó nha, đỉnh có chóp á nha. Con này anh Quyền ở dưới Kiên Giang, máy này cũng dặn mình lấy thêm dặn mấy con nữa. Này về bọc lại Kiên đưa cho anh ra. Con này được ta lái còn nhẹ ghê, nhẹ tưng. Mà cái này nó còn bóng lắm mọi người, đánh là bóng hết luôn á. Có ve còn nhẹ không? Ve còn nhẹ mà, nếu ve còn nhẹ nó là lụm tiền. Tại ta ve lái 2 giờ hết 3 triệu mấy nó về hãng. Rồi, ve lái thì nhẹ mà dây ve thì hơi nặng rồi. Nè cái thang nè mọi người, cái thang nè mọi người biết cái lực chịu một cây như vậy, một tấn để dành anh em để lên xe tải mà, hoặc là xe bán tải gì đó ha, để lên để chạy mô tô hoặc là chạy máy xới máy xúc gì lên. Cây này Hiếu để lại trong cây để cho anh Tấn xe tải hay đi giao đồ, thấy chứ cũng nhẹ chứ không nặng mọi người, mình như nó chịu cái lực kinh khủng ha. Cái này là bắt vô cái xe tải nè, để vô cái gờ, còn ở dưới để xuống đường cho chạy. Có loại hình như là 4m, loại 3m gì á, tùy theo mọi người, để lên cái xe tải hay là cái xe bán tải, cho nên là cái nó sẽ dài hay ngắn ha. Hiếu để là 2 bộ. Thấy vậy chứ 10 mấy triệu một bộ mọi người, không rẻ đâu nha. Đó là nhôm gì mà nó cứng một cách kinh khủng luôn á. Để cho anh Tấn giờ anh đi giao máy cài máy xới rồi cho Hiếu già á. Tấn xe tải Việt Nam mình thấy rất là hiếm người đóng cái này về, tại vì nó quá mắc đi, về sợ bán không được. Hiếu già chơi được 30 bộ, đằng này về nên được 6-7 bộ gì đó. Một bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ, 7 bộ.
Hình như Hiếu mua đâu 20 mấy 30 bộ, mọi người này về 7 bộ, là còn phải 10 mấy bộ. Thì cứ mỗi lần thấy lên trong thì cứ 7-8 bộ gì đó, có ít có này có kia này kia. À mọi người thấy không, về công hàng có nhiêu đây. Thôi mọi người giờ trễ rồi đó, đi nghỉ tí xíu rồi đang chạy về đang dọn kho cẩu hàng về mọi người ha. Thôi đi về thôi. Tối hôm kia khui công mình cũng đi xuống bãi quay cho mọi người rồi, cho anh em rồi ha. Mình nhưng lại là về hàng không có kịp, thì hôm nay mới cẩu về có một xe thôi, thì mình cũng mới thanh lý hết những cái đồ cũ mà bãi hổng gài, mình bán những cái đồ đẹp cho anh em rồi á. Giờ cái những cái đồ hư những cái đồ nát thì mình thanh lý hết rồi, bây giờ chuẩn bị về đồ mới để chuyến tiếp thôi mọi người. Thật ra thì khui công hôm đó mà nhưng nhiều việc quá, giờ mới đem lên thì rất là nhiều anh em hỏi giao, thì bán được chắc được chừng sơ sơ cũng 100 cây mọi người, còn có khoảng 300 mấy 400 à. Rồi anh em cần thì cứ tí xíu tôi sẽ quay chi tiết cái giao cho mọi người xem ha. Chứ để nhiều khi nói giao nhật thì anh em không hiểu, không hình dung được cái giao loại nào, là nhiều khi anh em cứ nghĩ là giao cũ, thật là giao mới. Tại vì cái Zalo của Hiếu thì một số anh em coi không có được, một số anh em thì vô coi được, số anh em coi không được. Cái máy chữa cháy bằng xe đẩy có cái còi bằng cơm thì chưa trở về ha anh em ha. Thì chắc clip sau chắc là mai mốt rồi đó, thì rảnh tranh thủ thì mình sẽ quay về cho. Hôm nay nhiều máy bơm nước mà 1,5 triệu đó mọi người, sáng lại kêu nó lại kiểm tra máy thì hôm nay mình quay clip. Nó mọi người biết không, nó đưa cho Hiếu tới 14-15 con máy bơm nước mà 1,5 triệu con mọi người, để cho mọi người coi chi tiết những món hàng. Hôm nay thì trước tiên bây giờ coi món này đi ha. Cái này thì hôm trước có một con thì anh ở dưới cái Kiên Giang lấy rồi. Thì giờ có hai con nữa. Cái này là đúng là trời xanh một cặp mọi người. Đẹp như mới luôn. Con này là xài biến tần cho nên là xài một pha. Cái này là mỗi motor là 2.2 kW, tương đương là 3 ngựa nha mọi người đây. Cột áp nè, thông số là cao, là đẩy cao là 4 bao nhiêu mét, để cao 33.5 m ha, cột áp. Rồi nó là có 0.01 mét khối trên 1 min, ống ga là 49-50 đó, nó thông số nằm đây thì anh em chịu khó ha. Nó chạy có 9A mọi người, 9A nhà hiệu điện luôn á, nói chung con này cực kỳ nhẹ. Và có cái bầu áp này cho nên lý do nó đẩy cao mọi người, có 3 ngựa mà nó đẩy tới 33.5 m. Đó là cái áp là tính chiều cao nha, còn em đẩy chiều ngang thì con này đẩy thì vô tư thoải mái, vài trăm mét cây số rồi ok. Con này xài điện một pha thì em rất là nhiều em cần, mùa đang vô mùa tưới cho nên là hôm kia lên một con thì rất là nhiều em quan tâm và hỏi mà là hết. Hôm nay thì có được 2 con nữa ha, đây 1 con nữa. Thì mấy con này thì xài biến tần hết mọi người đó, 2 biến tần ha, và có cảm biến nước khi mà hết này kia các kiểu đầy đủ hết. Đó, 2 biến tần, bo mạch đầy đủ. Cái mặt nó hơi móp tí xíu ha, còn cái mặt này đẹp. Thì con này nói chung thì móp gõ lại xíu không bể là được mọi người. Đó, thấy chưa? Biến tần thì mình bao giờ mình cũng không có rửa ha, mình chỉ lau sơ sạch sẽ đây thôi. Biến tần thì mọi người biết rồi, rửa mất công lại nhiều khi nó vệ sinh, nó vô nước, vô rồi các kiểu. Này là tắt nguồn, tắt bo ha. Còn này là CB Aptomat chống giật. Đó đó, khi mà áp tô mát chống giật nhảy á, là nó nằm lửng như vậy mọi người phải đè xuống hết và phải bật lên lại ha. Có điện vô thì mọi người nhấn cái này để mới nhảy nha, còn không có điện là không nhảy nha. Áp này rất là hay nha. Mấy con này thì rất là nhiều anh em xài tưới bét nè, tưới súng nè, hoặc là bơm để đẩy từ dưới suối rồi lên các kiểu. Con này là đa thần cánh mà là đầu inox nha. Cực kỳ hay con này, nói chung là bao mọi người đẹp luôn, quá đẹp. Hai con này như mới á, nó không có chày, không xét, không bể vỡ, không gì hết nha mọi người nha. Đó, thì một con là 14 triệu, xài điện một pha. Anh em nào lấy thì alo cho Hiếu, xài điện một pha. Anh em nào lấy thì nay có 2 con. Với lại là có hổm gà cũng nhiều, anh em hỏi cái nâng pallet thì hôm nay có 2 con. Một con này á, là 2 tấn, 2.000 kg ha. Thì con này là 4 triệu, còn con kia 1.5 tấn là 3 triệu. Thì nguyên tắc anh em biết nâng pallet rồi thì nó nâng cao lên khoảng chừng 1 gang thôi, chứ còn không có nhiều. Xe thì bao mưa đẹp, không xét gì hết. Thì Hiếu già lựa đồ thì anh em khỏi phải suy nghĩ, anh em bị suy nghĩ là tiền mình có đủ mua đồ hay không thôi. Chứ còn để mà Hiếu già lựa đồ thì anh em ngồi nhà cứ nhịp dò thôi. Đồ phải chất, phải đẹp,
thì mình mới lấy, chứ không có chuyện mà lấy mà để bán cho có một cái hàng là 100-200 ngàn hay là 500-300 ngàn, không có. Mình là phải hàng phải chất mình mới lấy mọi người. Mà cái kho của mình mọi người biết, mình mới thanh lý một đống đồ, những cái đồ cũ mà mình không bán, có là những cái đồ mà hư hoặc là những cái đồ mà nó không được đẹp, bán hết cho mấy ông lái, về mấy ông tự dọn tự làm như là. Còn riêng mình là chỉ lựa đồ đẹp để bán cho anh em thôi nha, anh em yên tâm. Với con xịt thuốc, con này là Giang Ma, con này có 3,5 triệu mọi người, đầu 3A, đầu 3A thường thường là đầu inox nha. Con này 3,5 triệu, nguyên bộ cơm đầy đủ. Con này là Giang Ma mấy ngựa đây. Con này là Giang Ma 2.7 ngựa mọi người. Nè anh em về xịt thuốc sầu riêng cà phê thì ok, mà hình như cà phê không ai xịt thuốc, nó lộn. Xịt thì cũng ngon, con này đẩy bao mọi người 100 mét. Đó có 3,5 triệu anh em kiếm đâu ra. Giờ nói chung được cái nguồn hàng thuận đóng về thì mình cũng tự xử, cho nên giá nói chung cũng rẻ, chứ không có mắc trong ngày xưa mà hay chia lại của mấy bãi. Với lại là nếu thật sự bây giờ để mà chia lại bãi hoặc lấy đồ của bãi là rất là mắc mọi người ha. Còn con này là nguyên một bộ Giang Ma, con này là 160 là 4 ngựa, con này anh em xịt 200 mét dây là vô tư. Đó, nguyên một bộ cum lê như vậy mình bán có 4 triệu à. Hôm nay rất là nhiều anh em hỏi cần một bộ xịt thuốc 3-4 triệu, 4 triệu có đầy. Đấy, hôm nay có rất là nhiều, anh em nào xúc thì xúc ha. 4 triệu một con. Với lại cắt cỏ, con này là cắt cỏ ngồi lái. Thường thường cắt cỏ là hầu như Hiếu thấy là của Mỹ xuất cho Nhật là nhiều, hoặc là Canada, chứ còn Nhật cũng ít có cắt cỏ mọi người. Con này thì khung gầm mà đẹp ha. Đó nè, khung là không bị mục nha, lục nhớt. Bao mọi người là khung gầm đẹp luôn. Con này là hiệu Huvana, Huvana là của Thi Điển mọi người ha. 13.5 ngựa Huvana Thi Điển. Con này thì nó bị một tí xíu lỗi chỗ này, nhưng mà nó hơi ten một tí chỗ này, mình sẽ sơn lót lại cho mọi người ha. Còn khung thì đẹp, đó, tí xíu chỗ này ha. Đó, tí chỗ này rồi. Cái dắt chân này là chuyên gia hay bị mọi người biết không? Tại vì là cái nước với lại cái cỏ hay động đó đó. Huvana, con này là 32 triệu, bình mới, bọc yên à, cái yên em đi bọc ra mọi người. Đó, còn riêng cái phần khung với bánh bọng nè, đẹp, đẹp chán trường ha. À, họ sẽ chỉ mình, thí dụ, anh em đẩy bộ thì đẩy bộ kéo con này dài ra ha. Còn em muốn chạy thì đẩy con này sát vô, đó, nè, đó. Khi mà anh em ngồi lái, đẩy sát vô, khi em đẩy bộ kéo dài ra. Ha, họ chỉ rất là rõ. Đây như vậy là anh em đẩy bộ là đỏ, cái này lốc nè, có nghĩa là đại khái là cài số rồi để chạy á. Rồi anh em ngồi lái. Đây là cái cách hướng dẫn tùm lum hết. Bánh thì bánh béo, bao đẹp ha. Hai dao. Cái này có đồ văn cỏ thường này. Hả? Là hiện được cái móc khóa cái xấu mới ghê. Lắp bình mới. Rồi thay nhớt, vận hành ok các kiểu thì giao về cho mọi người. Đó, đầy nắp lại thôi, anh em nhìn thấy đẹp không? Quá ngầu đi ha. Hình như mình còn một con mà không có lưỡi, cho nên là để dành cho anh em về cà phê được đấy. Dành cho cà phê thì quá đã. Đó, Huvana. Dòng Huvana mọi người biết rồi, không có con nào rẻ chứ. Với lại dòng các cỏ ngồi lái là không con nào dưới 2 mấy triệu. Đẹp đẹp hàng lựa mà đẹp như vậy thì mọi người biết giá khá là mắc ha. Thì một món nữa, hôm nay về có 3 con thổ lá thì một con là 2 triệu. Con này là Robin nè. Một con 2 triệu hết nha, đủ có ống đầy đủ nha mọi người nha. Mấy con này có con này thiếu ống thì Hiếu sẽ kiếm ống bỏ vô. Đây. Tất cả là có 3 con. Thì con này Shizuwa thì mỗi con là 2 triệu. Con xịt thuốc Mitsu MD 410. 2,5 triệu. Bình là con này như bình 10 lít, 15 lít vậy mọi người. Bình 15 lít. Đủ ống, con này là T280. Đó, có 2,5 triệu rồi. Cái này là anh em về để tới mình đâu còn cần xịt nó đâu ta. Phải còn cần xịt nồi tặng anh em cần. Thì con này mình bán như vậy là chưa có cần xịt nè, chưa có dây ha. Máy bao nổ bao zin, keo zin. 2 thì. Tại vì 2 thì cho nhẹ biết không? Chứ 4 thì nhiều khi nặng. Bình là 22 lít. Đó. Dây đeo rất là đẹp nha, con này dây đeo cực đẹp luôn ha. Đó, công tắc nằm đây ha, ga nằm đây. Con này là 3 triệu mọi người. Nên em về để xịt thuốc kiển, xịt mai, xịt đồ ok thì hơi bị ngon á. VIP đỉnh của chóp luôn mọi người. Con này là máy rửa một pha ha. Con này là mình sẽ ghép một cục biến thế cho anh em xài 220. Một cục biến thế bây giờ mọi người biết 1 triệu. Rồi bét ý, rồi dây của ý là hết 2 triệu mấy rồi.
1 triệu, như kia tầm khoảng cỡ 1 triệu, là 2 triệu, hơn 2 triệu một tí, mà mình bán nguyên bộ công lên em về xài điện 220 có 5,5 triệu. Dây là chắc chắn mọi người là dây với là bét là quý đó, cho nên em yên tâm xài chứ không có chuyện dây. Nếu mà anh em xài cái dây với cái bét của Đài Loan Trung Quốc thì nó tầm khoảng cỡ 150-200 ngàn thôi là đủ bộ, mà khổ cái mình xài dây bét ý hết mọi người, đã lỡ xài dây bét ý rồi. Còn anh em muốn mà không lấy dây không lấy bét thì mình bớt hẳn 1 triệu cho anh em luôn, là còn 4,5 triệu điện 220 ha. Anh em về tự mua dây của Đài Loan, dây Trung Quốc gì đó bỏ vô, mình là bao anh em chạy đó. Thì nói rõ cho anh em để là có hai sự lựa chọn, một là nguyên bộ là dây ý bét ý biến điện của Lioa 2000W là giá là 5,5 triệu, còn không anh em lấy chỉ lên 220 thôi, không lấy bét không lấy dây thì bớt hẳn 1 triệu luôn, hiểu không? 4,5 triệu. Còn bộ này thì hệ hơn ha. Bộ này thì đủ bét, đủ biến, đủ đồ hết luôn là 7 triệu. Điện một pha nha. Này anh em về để rửa gia đình, rửa xe hơi, xe máy là ok. Con này rửa khá là ngon á. Áp cũng lớn mà áp. Con này áp cũng lớn mọi người. 10 lít trên phút. Áp là 35. Đó. 35 đến 40. Con này motor mấy? Motor một ngựa mọi người. Này. Motor của Hitachi một ngựa ha. Thì bao mọi người hoạt động bình thường ok, zin zít hết. Còn con này là của Mitsu hết ta, con này của Mitsu MD5010, con này máy lớn, đủ dây đủ ống luôn nha, tất cả là mình bán hàng là đủ dây đủ ống hết cho mọi người. Con này là 3,5 triệu máy lớn, còn con này 3 triệu. Con này là của Maruyama chứ đúng không, con này là đúng rồi, như Maru đây nè, hiệu Maruyama. Con này thì anh em ngon nhất con này về hai cái bình lớn vô hơi bị ngon á. Anh em mua cái bình 20 lít, con này đang có bình 10 lít được cái là đời nó cao, có trợ lực không đây? Đây có trợ lực giật mọi người ha, con này có trợ lực giật, tay thì tay nhựa, lý do là con này nó mắc là gì mọi người ha. Đây là ga, con này là cái cần lừa để mà khi anh em xạ lúa mà ví dụ lỡ ngâm mà cái giống nó hơi dài một tí ha, hoặc là cái hạt phân nó hơi lớn một tí thì anh em điều chỉnh cái gọi là cái bằng lừa cho nó nhỏ hoặc nó bự để tùy theo cái mục đích sử dụng ha. Dây đeo đẹp thấy chưa, không bị mục, không bị tét lỗ nào ha. Điểm lưng ngồi rất là ngon, quạt lớn, tay nhựa, có trợ lực giật, mình bán là 3,5 triệu. Ấy 3,5 triệu quên, 3 triệu. Với lại hôm nay có một con này hàng hệ mọi người, cút thẳng hay anh em hay gọi là bí gì không, Mitsu 10, cái này là mặt gọi là mặt gì, mặt quỷ. Mitsu 10 mặt quỷ thì mất cái lọc nhớt, lọc này là lọc gió, khi mà có nước nó sẽ động đây. Thì con này bán 4,5 triệu mọi người, bao nổ im ru luôn, máy mới ken không, đẹp đẽ, 4,5 triệu. Bình xăng nó thì nhiều khi xuống công bị mớm tí xíu này, mà mình không biết lý do là cái chỗ mớp này nó không có bị lủng lỗ mọi người hay không, có không bị chày cái lỗ sơn á. Còn riêng máy thì chất như nước cất, cút thẳng nha, là tua nhanh. Này em mua về chạy giao lãi thôi rồi, nhức cái nách này gắn, nếu mà đi xuồng mà 4 mét gắn dựng dịch hai chia, mà gắn chân dịch mà tầm khoảng chừng 2 tấc 7 hay 8 gì 2 tấc 2 được tùy theo, thì mọi người chạy thôi rồi còn đúng cái nịt luôn á, chạy hơi bị ghê gớm á. Con này chạy chân vịt của Thái 3 chia 2 chia là bao ngon luôn ha, 4,5 triệu là bao anh em nổ, bao zin. Còn con bơm nước Robin, con này 2,5 triệu, con này chiếc 3,5 triệu gì quá ta, 3,5 triệu mọi người, 3,5 triệu 2,5 triệu ha. Lưu lượng con này thì lưu lượng con này là đâu tiêu lưu lượng đâu, không chấm 45 m³ trên một min là như tương đương tầm khoảng cỡ 300 mấy chục lít đó mọi người, 300 mấy chục lít trên một phút vậy. Thường thường mấy con này khoảng 360 lít trên một phút. Còn em có con nào Kubota, con này đẹp nè, Kubota con này chắc 3 ngựa 3 bet, có cái ống luôn nè. Con này là 300 lít trên 1 phút thì con kia phải 360 lít ha. Con này 300 lít nè. Con khúc ống. Ống của Nhật luôn nha mọi người, mình không có bỏ ống vô. Con này đẹp. À, cái đầu bơm là của Maruyama, cái máy á, thì của Kubota. Thế mới ghê, ở bên Nhật nó hay là chỗ đó mọi người. Đặt nhà máy này đặt nhà máy kia liên danh, là được họ được dán cái tên của công ty họ lên đó. Rồi là Liên Hiệp Quốc. Còn con G82 này bao giờ cũng hot mọi người. Đó ha.
Con này máy đẹp 2,5 triệu, ê 2,2 triệu. Lộn hoài, cái giá như vậy 2,2 đọc 2,5 triệu. Còn con Honda 2.2 BS G100 bao đẹp thì con này là giá là 2 triệu mọi người. Con này là bao giờ cũng hề ha. Máy đẹp như vậy, đẹp như vậy thì thôi rồi. Và con này mấy anh kia bảo con này bơm ngon lắm, hiếu con này bơm nước mạnh không, mà rất là nhiều anh em khi mà lên những clip mà có cái con này là em chúc trước mấy con này, hầu như là ông nào cũng chúc trước con này. Không hiểu, vừa mình thấy con này với con G82 thì cũng lưu lượng cũng bằng nhau, để xa cũng khá là ok bằng nhau, mà ông nào cũng mê dòng này ha. Rồi, bơm nước này nãy mình nói là mọi người để coi 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13 con bơm nước. 1,5 triệu con. Con có mà đầy, 1,5 triệu. Ê, con này là 2 triệu nè mọi người. Biết sao? Con này là máy 4 thì nè. 4 thì Rubin nha, có một con đúng một con một là 4 thì là 2 triệu. Đó, nguyên tắc thì bao giờ 2 thì nó sẽ rẻ hơn là 4 thì, anh em nhớ nha. Chứ không phải bảo là con nào giống nào, không phải. Đó, Rubin. Này là 2 triệu, còn tất cả là 1,5 triệu này, giống như con này ha. 1,5 triệu. Thì anh em đi bãi mua hàng hoài biết là mấy con này 1,5 triệu đầu ra, chỉ có hiếu già mới có thôi. Con là TO6 Mitsu. Đây con này hàng hệ nè. Đó, ha. Con này ê con này nữa, con này Rubin. Con này 4 thì 2 triệu tiếp. Rồi ghi lộn 1,5 triệu, con này 2 triệu nha mọi người. 1,5 triệu. Con nào thiếu cái gì thì Hiếu sẽ lắp vô, thiếu lọc gió, thiếu gì đó hoặc thiếu nắp bình xăng đó mình sẽ lắp vô đầy đủ cho mọi người nha, chứ không có chuyện là bán ngang ngang khơi khơi được. Đẹp không? Quá đẹp. Từ chân các kiểu mọi người thấy không? Không có con nào mà bị mục cái chân luôn á. Đẹp cực luôn á. Đó, nè, kể cả con này cũng vậy thấy không? Đó. Con này Cosin. Con này tức quá, bán cho mọi người 1 triệu luôn. Cosin nó hơi xấu một tí xíu. Đó, còn mấy con này cũng hàng hệ nè mọi người. Nhiều anh em sẽ săn con này TL33. Đúng ra cái giá thị trường con này là không bao giờ dưới 2 triệu mọi người nha. Đẹp như vậy là không bao giờ dưới 2 triệu nha. Đó thấy chưa. Chân nè, xinh dần luôn. Mà Hiếu già vẫn bán 1,5 triệu nha. Chứ không phải là biển động mắm lên giá nha mọi người nha. Chứ không phải cứ thấy bán được là lên giá. Không, mình là cứ giá cũ. Ốc là 7 màu luôn thấy chưa. Mitsubishi. Đó, TL33. Ha, đẹp ha. Vẫn 1,5 triệu tối nay. Điện thoại mình trái máy gì cái con này với lại cái con Honda G100 hồi nãy. Rất là nhiều anh em quan tâm mấy con này ha. Đó đây con nữa. À, với lại con đầm. Này rồi con đầm cóc. Con này thì 6 triệu. Một đống máy chữa trái nè, chưa làm hết. 7-8 con chữa trái. Mình mới lôi ra được có 2 con nè, đó 2 con rồi. Con này là con đầm bàn, con đầm bàn này như 7 mấy ký 10. Đúng không ta? Thấy không, 83 ký là 10 nè. Con này rất là lớn, đầm hệ mọi người. Nè, Japan đàng hoàng. Con này là rất là hệ, thị trường nói chung cũng mình cũng không biết giá, là dòng này cũng khá là ít người có. Mà mình thì con này mình bán với giá là 6 triệu. Máy Robin. Này anh em về đầm nền nhà thì thôi rồi. Thứ nhất tới cái nách, quá đã luôn. Đầm lớn, 8 mấy ký mà. Bẻ này vô. Đó, bẻ chân này qua nằm vô đây nè mọi người. Nè. Bị dướng gì vậy? À, dướng bên đây à. Dướng cái cần. Đó, nó nằm vô như vậy đó. Để anh em một di chuyển, hai là đầm ha. Kéo ở đây đầm để chống rung nè. Đó, thấy không? Nè. Nó có xu chống rung mà. Cần ngon. 6 triệu. Con này là Mitsubishi 5 ngựa. Kéo cái đầu Maruyama. Hàng hệ nha mọi người. Maruyama 2502. Đó đẹp không? Mình bán cho anh em là 4 triệu con này. Còn con này, ê con này dìm hôm trước con mọi người. Nó xịt mạnh kinh khủng nha, áp 100 hơn 100 luôn nha. Con này sẽ đổi cái nắp bình xăng khác. Ê, không xì, thôi chắc đổi đi. Kiếm nó bình xăng khác đổi cho anh em ha. Con này vậy đó, nhỏ xíu nha, nhưng áp hơn 100 ký. 4.3 PS. 4.3 ngựa ha, nguyên xe kéo đầy đủ cung lê là 4 triệu. Còn hôm trước là kéo con 6 ngựa thì bán là 5 triệu, con này là 4 triệu. Con này là 3 triệu Mitsubishi hả? À, Arimitsu. Arimitsu kéo được Arimitsu thì xử luôn. Con này 3 triệu, con này hôm trước là bán cho anh Quý ở ngoài Quảng Ngãi một con, xài khá là ngon nè. Hình Hiếu già bị cảm mọi người. À, con đầm này là 6,5 triệu.
Mikasa. Có hôm nay đầm cốc á, đầm bàn quá trời luôn, đầm cốc được có một con à. Đó. À, với lại là máy chữa trái thì đây, máy trái thì một con là nó đã thành hình, có nghĩa là một con là mình đang mở ra như vậy để cho anh em nhìn thấy được cái máy. Con này là chữa trái chuyên dùng của Nhật, con này là Rabbit 476. Còn con này cũng 476 luôn, hai con luôn. Chuyên dụng nha, con này là có đề có giật nha. Đây là giật nè. Ồ, cái dây còn mới can luôn mọi người. Đề ha. Đó, đề đây. Hút chân không đây. Đó, mình tháo trần chuồng hết để cho anh em hình dung ra được là nó như thế nào. Bình thì chắc chắn là phải thay bình mới cho mọi người rồi. Cái bình này mình mới vừa bán 2 tấn bình cũ mọi người. À, bán được giá là 24.000 một ký. Mình bán được 2 tấn lẻ mấy á. Thôi mình bỏ thầu tính 2 tấn luôn. Có là tất cả bình là hầu như về là hư hết là 80-90%. Nhiều khi còn 1-2 cái là xài được thôi. Và đặc biệt mọi người biết gì không? Con này nó mắc tiền con cái là pha nhớt tự động nha. Nó kêu pha nhớt tự động ha. Nhớt hay thì nè mọi người thấy không? Đổ đầy nè không? À, có đề có giật, máy thì bao đẹp, máy công suất lớn. Đủ có hai cuộn dây chữa cháy nha, hai dây cháy 65. Một cây súng chuyên dụng. Giá là 30 triệu. Hỏm gà quá trời anh em hỏi máy chữa cháy. Vừa trước có con lên, anh kia anh cũng lấy mất tiêu, giờ có lên có được tổng cộng mình có tới 7 con mọi người. Có con tôi hết xu rồi ha. Rabbit 408 thì sẽ rẻ hơn nè. Đó, mấy con Rabbit lớn thì bao giờ nó cũng mắc tiền hơn. Đó, thì một bộ nè, có hai cuộn dây là 40 m. Dây 65 là một cuộn như vậy là 20 m. Một cái súng chuyên dụng, một cái máy là giá là 30 triệu. Anh em thấy máy như trái thì anh em biết rồi, có bao giờ ai mà xài tới. Nếu mà thực sự đi xài tới thì vứt đi chứ ơi đâu mà đem ra bán đúng không. Máy chữa trái là bao mọi người là cái nhất không bao giờ xài tới. Cái thứ hai là bình xăng bao giờ cũng bị nóc, không bị xét. Đặc biệt cái con này là nó lại là được pha nhớt tự động, cho nên là anh em xài rất là dễ nổ nha. Cho nhiều khi pha xăng thì anh em bảo sợ khó này kia đâu. Còn riêng dòng này pha tự động nó giống xì bo mọi người. Đổ xăng vô trên đó và đổ nhớt vô đây ha. Thì đây cái dao thì rất là nhiều anh em thắc mắc là cái dao không biết là dao gì ha. Nhưng Hiếu già nói dao thật ra đây là mọi người dao Nhật ha, mấy dao băng đàng hoàng nha. Mình là chơi là hàng phải chất như nước cất thì mới chơi. Đó, đây thấy chưa, cái hành trình lưỡi nè. Con này là tất cả là hành trình lưỡi của nó bao nhiêu ta, đâu mất tiêu. Nó có thông số này mọi người nè, có tổng cộng là có 5 mẫu mà nhưng mình lấy về có 4 mẫu thôi, là một mẫu mình không lấy. Hình như mình không lấy mẫu nào ta, quên mất rồi. Hình như mẫu Kashimi này nè. Đó, mẫu này mình không lấy nè. Thấy không? Đẹp cho mọi người. Nó bán một cách mà nó không tưởng luôn nha. Đó, con này là Sashimi nè. Sashimi mà những mũi nhọn. Đó, thấy chưa? Mấy Izaban đàng hoàng nha. Đó, đây nè. Mấy Izaban hết mọi người. Cái hành trình lưỡi là 2 tấc mốt nè. Này. Con này là tháng được sản xuất tháng 4 năm 2020. Mình năn nỉ mãi cái ông giám đốc kia, ông mới thôi anh duyệt cho mày trước là 1.000 cây. Mình năn nỉ là mình lấy tới 5.000 cây được đó mọi người, mà anh để cho mình có 1.000, bảo thôi giờ trước tiên bán trước 1.000 thử coi về có bán được hay không. Nếu thật sự bán được thì qua sẽ để tiếp cho. Một cái cây dao như vậy nha mọi người, ở trong siêu thị cây này mắc nhất là 3,5 triệu. Đó, cây đề 3 nè, đề 3 1 mét nha. Đó, còn cây này là 2,6 triệu nè. Còn những cây này là 2,5 triệu, 2,5 triệu không. Đó, mọi người thấy không? Toàn là mình đã chơi rồi phải chơi hàng xịn như vậy. Anh em nào mà nói cây này mà cây Trung Quốc mua 1 hiếu thường cho 10 nha. Mình đã cất công qua tới bên Nhật rồi. Đàm phán và mình đã mua được hàng như vậy, chắc chắn một điều là không bao giờ hàng điểu được nha mọi người nha. Một cây như vậy là 600.000. Đúng cái đề 3 này bán là phải mắc nè mọi người. Đề 3 1 mét. Bây giờ mình khui ra một cây thử cho mọi người xem. Bây giờ một tay thì cũng khui hơi khó mọi người. Để coi nào. Khang ơi lấy cho anh cái dao cục giấy ơi, khui này ra Khang. Hơi khó khui, băng keo họ dính kỹ quá. Mọi người, băng keo rất là kỹ nha. Băng keo họ dính ghê lắm, mình gỡ về Thuận đóng cho mấy chục cuộn băng keo dành xài rất là ngon mọi người, dán cứng ngắc luôn á.
đi coi xong lấy cái vỏ máy cài về để gắp vào nha. Đi đi. Ở máy này không có lên clip, nhiều khi anh em không biết là giao gì mà, nhưng một số anh thì cũng biết xài cho nên là tới lấy. Mọi người thấy chưa? Hiếu đập hộp đầu tiên nha. Đó, đào. Mọi người thấy chưa? Bán một cách mà không thể tưởng tượng được nha mọi người nha. Thì dao nhật thì mọi người biết rồi, rất là nhiều anh em xài thì hiểu được cái mà cái độ bán và cái độ chất của dao ha. Giờ cây này à, có cây mũi nhọn nè mọi người ha. Cây này là chuyên về dao thái thịt, tất cả dao hôm nay mình lấy là dao thái thịt. Có một cái dao này để dành anh em thử mít được nè. Cái này anh em thử mít thì nó hơi sang ha, thật ra thì tùy mục đích sử dụng thôi. Cái này về để trong bếp thôi chứ còn để anh em đi làm thì hơi phí tiền ấy, tại vì nhiều khi bị mất nữa. Cây 50-100 ngàn được, cây này là 600 ngàn một cây á. Cho nên anh em lấy thì nhiều khi là đi làm thì nó hơi phí tiền ha. Chứ còn cái dao này để thử mít thì thôi rồi. Mọi người thấy chưa? Đó, thấy chưa? Chuẩn không? Mà nói chung không có nặng mấy nha người, vừa tay, nó có cái thông số là bao nhiêu gam á. Để đây tí xíu còn quay TikTok mọi người. Nó là bao nhiêu con này lưỡi là 2 tấc 1 nè mọi người. Nó có thông số hết à. Đây cây này đi, Hiếu thích dòng này. Cây này chắc để nãy quên, nãy xe tải chở đồ về dưới má mi mà quên gửi cho má mi mấy cây. Mà thật sự gửi về quê mọi người, má mi bà không dám xài. Dao mắc tiền không dám xài mới ghê chứ. Bán một cách kinh khủng, mọi người xài cái dao này biết bao giờ mới hư. Thấy không? Đó, một cây là 600.000 một cây nha mọi người nha, có báo giá nha. Dao mới 100% nha, với lại có mấy cái liều cắm trại. Đây, liều cắm trại thì 6 triệu một cái. Liều này từ 4 người tới 6 người. Gia đình anh em cắm trại business thì ok, về mình tổng cộng có được 17 cái liều. Và có một cái liều lớn 10 người chắc mình để lại. Nhiều khi cả nhóm anh em lâu lâu cũng phải đi cắm trại, đi business, đi Trị An hoặc đi Đà Lạt gì đó. Thì có cái liều 10 người để lại ha. Còn liều này từ 5-6 người. Ok. Thì để cho anh em đủ bộ hết nha. Đó. Đủ bộ từ liều nè ha. Rồi dây nè. Rồi diệt cây nè. Đó. Cây đầy đủ nha. Nguyên một bộ cơm lê. Thì trong đây có cái sách hướng dẫn thì anh em về bật lên và gắp từ món thôi. Đó anh em. Thấy chưa? Cực vãi luôn á. Bởi hôm nay thanh lý một mớ đồ cũ hư hết rồi cho nên là rất là chóng. Rồi anh em chốt món nào thì alo cho Hiếu nha. Chứ không thôi lại hết nữa đó. Tí xíu rồi mấy anh em điện trái máy mấy con bơm nước này. Cảm ơn mấy anh em rất là nhiều nha. Chào tạm biệt, hẹn em lại clip sau nha. Bye.